bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của các Lê Tuyết. Hôm nay Tuyết nhận được một cái thông báo hết sức là nóng hổi liên quan đến cái bản nhạc Độ Ta Không Độ Nàng. Đây là một cái tin nội bộ của các YouTuber ở trong đã tham gia network nha các bạn. Bây giờ Tuyết sẽ đọc nguyên một cái thông báo này cho các bạn, rồi sau đó Tuyết sẽ phân tích cho các bạn biết là các bạn bây giờ các bạn đang cần phải làm gì nha. Thông báo: kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bản quyền Việt Nam là đơn vị bản quyền hợp pháp cho tác phẩm Độ Ta Không Độ Nàng. Công ty này đã đánh bản quyền các YouTuber sử dụng beat nhạc của họ mà chưa được sự cấp phép chính thức, và họ đang tiếp tục quét các kênh YouTube. Nên các bạn YouTuber trong hệ thống lưu ý không sử dụng beat nhạc Độ Ta Không Độ Nàng để cover hoặc là edit video và up lên kênh của mình. Các video của chủ kênh mà đã đăng từ trước rồi thì network sẽ hỗ trợ cho ẩn các video đó đi, để tránh bị dính bản quyền và làm ảnh hưởng tới kênh. Các YouTuber vui lòng lưu ý hơn về vấn đề này. Đây là một cái thông báo của trong nội bộ của các bạn tham gia bên network nha các bạn. Có nghĩa là bắt đầu từ sáng hôm nay, là từ ngày 29 tháng 6 năm 2019, là công ty bản quyền này đã bắt đầu quét và dịch bắt gãy tất cả các clip mà liên quan tới cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng. Các bạn không được cover cái bài hát này dưới bất kỳ hình thức nào mà up lên YouTube. Cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng nó đang rất hot trên mạng xã hội và có rất là nhiều YouTuber đã cover lại và hát cái bài này và up lên YouTube với rất là nhiều hình thức. Thì hồi trước giờ cả tháng 2 tháng 2 cái bài này đang hot thì các bạn up lên nó không có bị bản quyền, là do cái bài hát nó chưa có được cái công ty bản quyền này nó mua cái bản quyền của cái bài hát đó. Thì kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 là ngày hôm qua, là cái công ty này nó đã đăng ký cái bản quyền cho cái hit của bài nhạc này. Thành ra bắt đầu từ ngày hôm nay là các bạn mà đang có clip liên quan tới cái bản nhạc Độ Ta Không Độ Nàng thì các bạn cho ẩn đi nha các bạn, để tránh bị dính bản quyền. Tại vì một khi bị dính bản quyền là cái kênh bạn nó sẽ rất là xấu cho cái quá trình mà gửi cho YouTube và kiếm tiền, là các bạn lưu ý làm ngay giúp mình nha. Và việc thứ hai nữa là các bạn hãy nhanh tay chia sẻ cái thông tin này đến những số YouTuber mà thân thiết với các bạn, để cho chúng ta cùng có một cái quá trình phát triển tốt hơn, không bị ảnh hưởng tới kênh, không có bị xấu kênh nha mấy bạn. Và cái việc tiếp theo là ai mà đang có cái ý định mà re-up lại cái nhạc này cũng như là cover lại cái bản nhạc này thì hãy dừng ngay cái việc này, vì nó sẽ làm mất thời gian của các bạn và nó sẽ ảnh hưởng tới cái kênh của bạn rất là nhiều. Sáng nay khi mà nhận được cái thông báo này từ một người bạn, một người anh của Tuyết, thì Tuyết lấy làm hết sức là ngạc nhiên. Tuyết không hiểu tại sao là cái nguồn gốc của cái bài hát này là nó có xuất xứ từ Trung Quốc và nó đi về Việt Nam, thì nó được viết lại thành lời Việt Nam và cover lại thành một cái bản hit liên quan tới lời Việt, nhưng mà lại được mua bản quyền tại Việt Nam. Tại vì nguồn gốc là của Trung Quốc, bạn đem nó về đây với hình thức gì mà không biết là bạn lại mua được cái bản quyền của nó, thì mà đây là cũng một cái vấn đề hết sức là lạ lùng. Thôi thì cách chúng ta làm YouTuber thì chúng ta hãy tuân thủ những cái quy định của YouTube đi các bạn, để cho cái kênh mình nó không có bị cái vết đen và nó phát triển được tốt hơn. Bởi vì các bạn khi mà các bạn làm YouTuber thì mà các bạn bị dính bản quyền thì chẳng khác nào giống như các bạn là một công dân, nhưng mà các bạn đang bị công an sờ gáy, các bạn đang bị công an theo dõi các bạn. Mà cái theo dõi này không phải là một cái theo dõi bình thường, mà là bạn đã gây ra một cái vấn đề là trầm trọng như thế nào đó. Sáng nay Tuyết thật sự là hồi hộp với bạn, tại vì Tuyết cũng có một cái clip trong một tuần vừa rồi, Tuyết cũng ra một cái clip mà liên quan tới cái Độ Ta Không Độ Nàng.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì Tuyết không có liên quan tới cái bài hit, cái bản hit của cái bài hát này. Tại vì cái clip của Tuyết là chỉ nói về cái vấn đề là nói về cái ý nghĩa và cái nội dung của câu chuyện độ ta không độ nàng, để cho khán giả cũng như là người xem bớt hiểu được là cái độ ta không độ nàng là gì thôi. Cũng là một điều hết sức tuyệt vời đối với Tuyết là tại vì Tuyết đang có một cái kế hoạch là ngày hôm nay Tuyết sẽ dẫn một đứa em của Tuyết nó hát rất là hay để đi cover là cái bài hát này và up lên cái kênh của Tuyết. Nhưng mà cái tin tức Tuyết cập nhật nó hết sức là hữu ích. Thành ra Tuyết đã chia sẻ với tất cả các bạn là Tuyết đã dừng ngay cái việc này. Hiện tại thì trên mạng xã hội đang có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng cover cái bài hát này và họ đang được cả triệu view. Thì thế thì sao cái ngày 29 tháng 6 này là bắt buộc phải họ phải bỏ tiền ra để mua cái bản quyền bài hát này cho cái kênh của họ các bạn. Đó là cái luật chơi của YouTube nha các bạn. Khi mà bạn có một người nào đó bỏ tiền ra tổng sở hữu một cái bài hit đó, thì khi mà bạn cần sử dụng cái bài hit của họ, bạn phải bỏ tiền ra, bạn mua và bạn đăng ký cái bản quyền đó, thì bạn mới được phát trên kênh YouTube. Thông qua clip này, Tuyết muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến một người anh của Tuyết là một YouTuber đã tham gia trong network, là anh đã thông tin cho mình một cái thông tin hết sức là hữu ích. Và bây giờ Tuyết sẽ ghi nhận thông tin đó, Tuyết sẽ truyền đạt lại với các bạn. Tại vì các bạn không xem clip này của Tuyết là xem như là các bạn chắc chắn ai đang xài cái cover của Độ Ta Không Độ Nàng chắc chắn bị dính bản quyền 100% nha các bạn. Ở đây Tuyết nói rõ với các bạn là công ty này đã đánh bản quyền các YouTuber sử dụng cái beat nhạc của họ. Beat nhạc có nghĩa là cái lời đàn, cả bao gồm cả cái lời đàn cho cái bài nhạc đó nữa luôn nha các bạn nha. Chứ không có đơn giản là cái lời bài hát không đâu nha các bạn. Tuyết đã thông báo với tất cả những người thân của Tuyết làm YouTube về cái vấn đề này rồi, và họ rất là cảm ơn Tuyết về cái vấn đề này. Thông qua cái câu chuyện này, đấy là các bạn có một cái kiến thức thêm về khi nào mà bạn tham gia network thì bạn sẽ được cái gì, đúng không? Khi mà tại vì một khi mà bạn tham gia network thì có nghĩa là bạn đã đồng ý chia cái doanh thu của mình cho cái công ty network đó, và cái công ty network đó sẽ bảo vệ bạn cũng như là giúp đỡ bạn, cập nhật thông tin cho bạn, cập nhật thêm kiến thức cho bạn về YouTube. Nhưng mà khi mà tới tháng đủ tiền thì bắt buộc mình phải lãnh cái đồng tiền đó, mình chia làm hai hay là chia như thế nào đó cho họ. Và những cái công ty network đó họ sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo là cái công ty đó đã mua được cái bản quyền. Và họ sẽ càng quét nội bộ với nhau là họ sẽ tuyên truyền với nhau trong một cái hệ thống của họ là sẽ cho ẩn hết những cái clip liên quan tới cái bài hát đó để không có bị quét. Tại vì một cái network là nó có cả ngàn kênh ở trong đó cùng tham gia các bạn, và họ sẽ bảo vệ 1.000 kênh của họ đó, cũng như là họ bảo vệ 1.000 đứa con của họ khỏi bị dính bản quyền. Trước khi họ đưa ra cái thông báo này cho tụi mình đó, thì họ đã cho ẩn hết các clip cho của 1.000 đứa con của họ rồi. Thì bây giờ là đến việc của mình thôi. Hy vọng là đây là clip đầu tiên của Tuyết cũng như là toàn thể mạng xã hội cập nhật cho các bạn biết về cái vấn đề bản quyền nha các bạn, của cái clip Độ Ta Không Độ Nàng. Các bạn ơi, hãy cùng chung tay để mà chia sẻ cái clip này của Tuyết đến với tất cả những các bạn đang làm YouTuber để họ biết cái điểm dừng của họ cho cái cover bài hát này nha mấy bạn. Còn bây giờ là Tuyết cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tuyết nha. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin bổ ích mà các bạn có thể cập nhật được sớm nhất. Tuyết không có định up clip trong ngày hôm nay đâu, tại vì ngày mai mới là cái ngày đến hạn để mà Tuyết up cái clip. Nhưng mà đây là cái thông tin hết sức nóng hổi, thì nên Tuyết muốn tuyên truyền với các bạn thật sớm thật nhanh, để trễ một giây thôi là các bạn kênh của bạn bị dính bản quyền, là các bạn sẽ bị mất rất là nhiều cơ hội. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tuyết nha. Hy vọng đây là một cái clip chia sẻ hết sức là hữu ích. Hy vọng rằng các bạn sẽ khuyến khích cho Tuyết một cái nút subscribe kênh.
hoặc là cái nút đăng ký kênh ở dưới đây nè mà các bạn, cái nút đăng ký kênh màu đỏ dưới đây nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.